Xin chào mọi người, anh là Quốc Bảo, anh là cựu sinh viên của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Anh thuộc khoa toán thống kê, thuộc chuyên ngành toán tài chính. Anh tốt nghiệp vào năm 2013. Sau khi ra trường thì anh chưa biết là công việc anh sẽ làm gì, tuy nhiên là anh đã được bén duyên với ngành chứng khoán và anh làm ở tại công ty chứng khoán Vietcombank được 2 năm. Sau đó anh chuyển qua bên chứng khoán SSA được hơn 5 năm. Bắt đầu từ nhân viên môi giới. Sau đó 2 năm sau anh được lên trưởng phòng môi giới và sau 2 năm trưởng phòng môi giới thì anh được lên giám đốc phòng giao dịch Nguyễn Hữu Cảnh. Thì sau quá trình làm việc hơn 7 năm thì anh đúc kết ra là những cái môn học ở trong trường của mình, đặc biệt là ngành toán tài chính, những cái môn như là toán tài chính này, mô hình tài chính doanh nghiệp, môn kế toán là những môn giúp cho anh có nền tảng kiến thức về mặt tài chính, cộng với lại cái tinh thần ham học hỏi, sự khát khao định hướng rõ ràng cũng như là tư duy luôn luôn học cái mới, nó giúp cho anh thăng tiến nhanh hơn trong công việc. Và hiện tại bây giờ anh đang làm công tác tại bên chứng khoán Mirae Asset, công ty số 5 ở Việt Nam và số 1 ở Hàn Quốc, và anh đang là vị trí là giám đốc môi giới.